Vâng, thì sau đây em test con bot 1.8 gửi cho anh Thông ở Nam Định. Thì con em vừa về và giới thiệu tối qua điện 110 nha. Rất là mạnh. Đấy, thì bác nào mình có nhu cầu về những cái sản phẩm như là đẩy công suất Mỹ như là Rebel, Boss, Carver vân vân thì alo cho em cũng như theo dõi kênh để liên tục cập nhật những video mới nhất. Thì chiều nay em gửi hàng cho bác con này điện 110 nha, gửi cho anh Thông ở tỉnh Nam Định.